Xin chào tất cả các bác và anh em. Trung Kiên Audio lên với các bác và anh em ba cặp loa của hãng Đờ Nông và hãng Onkyo. Ba cặp loa này hình thức bãi về, hình thức còn khá là đẹp mới. Em sẽ quay chi tiết hình thức từng cặp cho tất cả các bác và anh em nhé. Em sẽ có báo giá chi tiết từng cặp cho các bác nhé. Đầu tiên em giới thiệu qua đó là cặp MG33 Đờ Nông MG33, cặp giữa cặp Đờ Nông MA3. Anh em chú ý nhé, đây là MG33 này, còn đây là MA3 này. Đấy, hai cái cặp này đều của hãng Đờ Nông. Và cặp ngoài cùng là cặp Onkyo SX7A đấy, của hãng Onkyo. Đó. Về chất âm thì nếu như các bác nào yêu thích chất âm bass nhiều thì các bác lấy luôn cặp MG33 nhé, bass 14.5. Đấy, còn các bác nào thích trung âm cao sáng thì các bác lấy một trong hai cặp này. Đấy, cặp này của Đờ Nông, cặp này của Onkyo, hai cặp này thì đều trung âm tốt. Còn cặp này thì tiếng bass rất là mạnh nhé. Rồi, bây giờ em quay gần luôn và giới thiệu chi tiết giá của từng cặp luôn cho các bác nhé. Mà thôi không bố giá luôn cho các bác và anh em mình luôn. Cặp Onkyo này SX7A giá 1.100.000 đồng. Cặp Đờ Nông MA3, cặp này giá 1.200.000 đồng. Và cặp Đờ Nông MG33, cặp này 1.300.000 đồng. Tất cả giá em vừa báo đều miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác và anh em. Nếu như các bác hoàn chuyển còn đủ luôn một lần. Còn nếu như các bác chuyển cọc trước cho em 200 là được rồi. Tuy nhiên nếu như các bác chuyển cọc thì các bác trả tiền phí giao hàng giúp em. Còn mọi đơn hàng chuyển đủ em đều miễn phí ship cho tất cả các bác và các anh em nhé. Rồi, đầu tiên em quay hình thức của cặp Đờ Nông MG33. Đây. Các bác chờ chút xíu nhé để em xê dịch hai cặp kia tạo không gian để mình quay cho các bác nhìn nó rõ. Đầu tiên em quay cái căng của nó luôn cho các bác nhìn luôn căng. Cái căng ở đây các bác nhé. Đấy. Chỗ này có một tí hơi rách nhẹ ở góc này. Đấy. Nói chung cái căng còn tương đối là đẹp. Đấy. Rồi. Chuyển qua quay loa. Mặt trước đây các bác nhé. Nói chung ba cặp này bãi về hình thức còn là rất là đẹp. Không đẹp tuyệt vời nhưng mà em đánh giá là rất là đẹp. Đấy. Thế đúng tiêu chí của những con hàng bãi như này là đẹp lắm. Một chút xíu trẻ nhẹ đây. Thùng vách của nó là vuông vắn luôn các bác nhé. Đó, thùng vách vuông vắn luôn. Công suất là 100W hay loa trở kháng 6 ohm với cặp này. MG33 bass 14.5. Đấy. Rồi, quay chuyển nó quay chiếc loa thứ hai. Và trước cơn cao su các bác nhá, di nguyên bản chưa thay. Dòng này thì không phải thay, dòng này không mục cơn. Cơn về không bị mục. Đấy, tương đối đẹp. Thùng vách là vuông vắn. Rồi. MG33 1.300.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc. Rồi tiếp theo em chuyển quay cặp MA3. Cặp MA3. Rồi đầu tiên em quay e-căng nó trước. E-căng. Những dòng này về e-căng của nó thì thi thoảng nó vẫn bị rách rách nhẹ cái này cũng nhá. Khó những con nào mà không bị rách lắm. Đây là phần e-căng đúng nhá. Tương đối là ok với e-căng. Rồi mặt trên. Mặt trên loa đẹp ok. Mặt trước hai loa đẹp ok. Đấy. Con này bác của nó là bác 12. Trung âm con này rất sáng tiếng, cạnh đẹp ok. Không có gì đáng nói với cặp này cả. Cạnh này đẹp ok, chỉ một chút xíu cấn nhẹ góc này, chỗ em chỉ tay đây các bác nhá. Đấy. Duy nhất ở chỗ này thôi. Đấy, sau đẹp ok, công suất hai loa cũng là 50W, trở kháng là 6 ohm. Đờ Nông thì nó hay ghi là 50W đấy. Tất cả đều 50W hết. Đây, cái này cũng đẹp ok luôn, xuất sắc luôn. Mặt sau đít cũng đẹp ok luôn. Đấy, nói chung hàng về toàn những con hàng đẹp thôi. Chỗ này nó hơi bẩn tí thôi. Đấy. Không vấn đề gì cả phía sau. Đấy, nói chung là hàng đợt này về em có rất nhiều các cặp loa đánh giá này, rất là đẹp. Rồi em chuyển qua quay cặp cặp này 1.2 triệu bao ship các bác nhá. Rồi chuyển qua quay cặp Onkyo. Đây, đầu tiên là quay e-căng của nó. E-căng đây. Đấy. E-căng.
Rồi, tương đối là ok với cả. Không quá đẹp cũng không quá xấu. Rồi, chuyển qua quay hình thức của loa. Mặt trước của loa. Mặt trước đẹp ok. Không phải nghĩ mặt trước, mặt trên cũng đẹp ok, không phải nghĩ. Đấy, loa vân gỗ rất đẹp luôn. Đấy, các cạnh của nó, cạnh này ngon lành luôn. Rồi, cạnh này cũng ngon lành luôn, không vết xước sẹo. Rồi, cạnh bên trong cũng ngon lành luôn các bác nhé. Đấy. Phía sau. Đây, phía sau đây, phía sau. Vuông ván ok. Các vết đen đen này, các vết bẩn các bác nhé. Đây. Đen vết bẩn thôi, phía sau. Ra bên này cũng vuông ván ok. Đây, chỗ đen này có một tí đây. Bẩn lên đây các bác nhé. Đấy. Này bôi tí keo đây, bị bẩn. Đây, mép chỗ này nó hơi lõm một tí thôi. Đây, chỗ này là ăn đai họ siết này, hàng nguyên bãi này họ có một vết siết đai đây đấy. Hơi sớm tí ở sau các bác nhé. Một chút xíu nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, quay các bác nhìn luôn. Cái tổng thể không ảnh hưởng gì luôn. Đấy. Ở phía sau, thôi nói chung là hàng bãi thì nó cũng như thế là đánh giá là ok rồi. Chứ còn 100% thì cũng hơi khó. Đó, cặp này bán giá 1.1 triệu các bác nhé. Cũng bảo ship rồi các bác. Các bác yêu thích để trung âm cao, các bác lấy cặp này hoặc cặp Onkyo, cặp Denon bằng vàng được này. Đấy, còn thích tiếng bass thì lấy cặp đầu tiên. Đấy. Cái căng của các con này thì ok luôn. Để lắp luôn cái căng lên thì các bác ngắm qua một thể nhé. Đấy. Đấy, này căng khá là đẹp đây. Đấy. Một vài vết sức nhẹ cái căng thôi các bác nhé, không đáng kể luôn các bác nhé. Hàng bãi mà, không tránh được đâu. Đây, con này em lên đây căng các bác luôn, nhìn cũng rất ok nhé. Anh em chơi hàng bãi thì để ý cái tổng thể đó chứ, anh em để ý tiểu tiết thì nhiều khi là nó có những cái nó không được hoàn hảo đâu. Hàng hoàn hảo thì thường chỉ có hàng đấu giá, chứ hàng bãi thì giá nó rẻ hơn và vận chuyển thì bao giờ nó cũng không tránh khỏi những vết trời xước là chuyện bình thường. Đây, con này lên đến căng cũng ok luôn. Đây, con MG3 lên đến căng cũng ok luôn. Đó, các bác chốt cặp nào thì liên hệ với Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262 các bác nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video test của Trung Kiên Audio. Hẹn các bác trong các clip test tiếp theo của Trung Kiên Audio.